Rồi, 3. Này, khóa của tôi đây ha. Rồi, mở ra là có một chị rất là xinh. Suna vợ tôi. Người đàn ông đã có vợ. Đây là mình. Wow, tốt nghiệp. Tốt nghiệp. Ủa, hỏi thiệt nha, tốt nghiệp rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Heavy. Mình là Nai các bạn. Mình là Apple Bay. Mình là Bingo nè. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi khám phá một bí mật cực kỳ động trời. Bí mật gì? Anh có biết là với con người thứ gì là quan trọng nhất không? Với người đó. Điều... Không, với chúng ta đi. Với chúng ta là thứ gì quan trọng nhất? Anh nghĩ là tiền. Đúng. Phải có cái gì mình mới làm ra tiền. Công việc nè. Không, có điện thoại. Không, cái đó em phải nói là với mình thì cái gì mà không thể mình đi ra ngoài mà không thể tách rời, đúng không? Không thể thiếu. Đúng rồi, điện thoại. Đó. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi khám phá bí mật động trời, đó chính là trên màn hình điện thoại của mọi người trong công ty Heavy có cái gì? Có gì? Em trước đi. Anh trước đi. Anh hả? Chuẩn bị nè. Đâu? 1, 2. Từ. Người ta chỉnh lại đã. Rồi, 3. Này, khóa của tôi đây ha. Rồi, mở ra là có một chị rất là xinh. Suna vợ tôi. Người đàn ông đã có vợ. Anh có thể dạy cái ý nghĩa của cái màn hình này với lại cái thời gian chụp nó được. Thì từ lúc anh mua cái điện thoại này là anh đã cài cái màn hình này rồi. Thì ý nghĩa của nó là vợ chồng không thể phân ly. Rồi đó chứ. Rồi đến bà đó bà. Rồi màn hình khóa là màn hình gì? Màn khóa là hai con mèo. Con mèo ai vậy? Mèo của em á. Mèo na hả? Nó đang cắn nhau á. Nè. Rồi vô coi. Đây chồng. Đây. Đây là màn hình. Wow. Tốt nghiệp. Tốt nghiệp. Ủa, hỏi thiệt nha, em tốt nghiệp vậy. Ý nghĩa của cái này khi mà em đặt màn hình là gì? Không biết nữa. Người ta có bồ thì người ta để. Đúng rồi, người ta có bồ thì người ta để hình bồ người ta. Còn ngoài hai con mèo là tại vì em có mèo nên để hình mèo của em. Tivi. Hình mình của em thì chắc đấy. Chả có gì luôn ý. Bấm khóa lên bạn ơi. Đây là hình của tôi nha mọi người. Sao tôi thủy? Chỉ là hình em thôi. Để em mở màn hình full sáng. Full sáng rồi hả? Đây. Chỉ là màn hình em thôi nha mọi người. Rồi mở khóa đi bạn. Bấm khóa lên. Vẫn là hình của em nha. Đó. Hình này lúc ra mắt nè mọi người. Đây. Cái hình này lúc ra mắt nha. Dạ, ý nghĩa của nó là gì? Ok. Bây giờ mình sẽ đi khám phá thử xem coi các bạn khác màn hình điện thoại là gì. Hôm nay thì mọi người đang có một cái trò chơi rất là hay. Đó là muốn xem màn hình điện thoại của Trà Thái thử coi màn hình. Có màn hình này được không? Không có màn điện thoại. Ủa không có màn điện thoại hả? Điện thoại đi đường này bị cướp rồi. Đi vô trong đây. Hello mọi người. Anh đang làm gì á? Bọn em nói này nè. Hôm nay bọn em đang đi xem màn hình điện thoại của mọi người. Ủa, cứu tôi. Dễ là gì đấy? Nó là chữ nghe hồi nãy mình
điện thoại của mọi người xem là có gì chị có thể cho bọn em coi được không? Cái chuyện này bình thường. Người này không giấu giếm thế này. Đúng là đồ con. con chó. Nó tên gì vậy? Chó nha mọi người. Bạn này tên là chích chích nha. Hả? Ở trong là màn hình gì? Là màn hình của Sú. Rồi ý nghĩa tại sao đặt màn hình như vậy? Bồ Sú. Con thỏ là bồ. Rồi con chó là gì? Vợ bé. Đúng rồi. Ok, cảm ơn Sú rất là nhiều. Quay qua đây. Hôm nay thì tụi em... Hả? Rồi, đi đấy. Ủa? Ông kia đi đây. Gì vậy? Đi đây cho tôi. Rồi, dừng qua đây. Gọi nào? Không có gì hết kia luôn á. Ủa? Ủa? Có cái đàn thôi hả? Rồi, ở trong là cái gì? Ở trong cái đàn là gì? Ủa vậy là ở trong cũng là cái đàn luôn. Sao đơn giản quá vậy? Ý nghĩa của nó là gì vậy? Sẽ để cái đàn của mình thôi. À là thích đàn nữa hả? Thích đàn với bạn thì khác. À là cái đàn của chị để hả? Không có gì vui. À nãy vừa là những người mà người ta thích cái gì là người ta để lên màn hình điện thoại ha. Đúng. Có lẽ là không thích để lên chiếc. Nhưng mà thích vợ anh nó để lên màn hình điện thoại. Sao? Bây giờ khỏe không? Tên hờ nè. Tên hờ nè. Nãy nha rồi đúng không? Rồi khỏi cách nói rồi luôn. Rồi khỏi cách nói rồi đi. Nè. Chỉ có hình tên hờ thôi. Không nhúc lên được rồi. Mở phá bạn ơi. Rồi còn làm cho nữa chứ. Không, na cái điều bất ngờ sau cái ốp nè. Ê con bé Dung đúng không? Nope. Đây là con bé Nhung nha mọi người. Nhung là. Ôi chết, Tinder rồi gì. Ôi chết. Ủa phải Nhung không? Nhung hay là con Yến? Lan. Này là lúc em với bé Lan này đi chơi ở quán cà phê. Xong rồi chụp vô kiến. Xong rồi đẹp quá về làm ướp lưng. Wow. Anh chồng. Như là mình nãy nghe rồi xong rồi đổi đúng không? Sao trước giờ để vậy rồi. Rồi ở trong là gì? Sao tim vậy? Ủa? Sao để một nửa vậy ta? Trời để chi nhiều trời. Còn bé Nhung, bé Nhung nha mọi người. Bé Nhung vậy trời. Ai? Cái ly thì nhiều quá. Bé Nhung để full á. Hoàn thành rồi, còn ừ. Nếu nữa là mới chớm nở. Trời ơi, chớm nở. Đúng không? Ủa chứ không phải lần nữa còn lại là để cho dành phần khác hả? Sai quá mà. Trời ơi, treo đồ kìa, ui trời. Em gọi điện thoại điện bên nhà cách, em điện thoại điện thoại. Let's go, hết rồi. Ông này không có gì hết á. Không có gì. Chết.
điện thoại cho mượn điện thoại xíu chứ. Nào em cất điện thoại rồi. Lấy đi, ừ, lấy đi. Lấy đi, lấy đi, không có làm gì không? Lấy đi. Lấy có làm gì hết á. Nhanh trí rồi. Đây. Ủa xóa lẹ vậy bạn? Rồi bật lên rồi. Rồi chú xuống. Hình con mèo nha mọi người. Đây. Một bé mèo thôi đúng không? Rồi, mở khóa. Ủa bé mèo thôi hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Hình như là biết trước hay sao á. Trời, biết gì đâu trời. Vừa mới vào lấy máy xong rồi vừa đi cửa bỏ đúng không? Ui. Ờ tele ra. Ui, tele với lại. Thôi bữa nay mình coi hình nền mà. À mình coi hình nền. Hôm nay là coi hình nền không có ứng dụng nha mọi người. Đó. Rồi dạ, chị cảm ơn chị rất là nhiều. Ý nghĩa sao để cái hình đó vậy chị? Mẹ dễ thương. Mẹ thôi. Mẹ quay hả? Bạn nhưng mà chưa biết chủ là ai nha. Thôi đi, hiểu rồi. Hỏi ra thì mới biết được là con mèo nó có ai chứ. Ok mọi người, vậy là ngày hôm nay bọn mình đã khám phá ra được rất là nhiều hình nền điện thoại của những thành viên trong công ty. Thì vẫn còn rất là nhiều người bọn mình chưa có lo ra được. Nếu mà các bạn muốn bọn mình xem nữa thì comment bên dưới bọn mình biết nha. Bọn mình sẽ làm phần 2. Và bây giờ thì clip của Heavy xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy clip này hay thì nhớ để lại một like, một chia sẻ. Anh chị đăng ký thì nhớ đăng ký. Và đừng quên đăng ký hết tất cả các kênh của thành viên trong team Heavy nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.